Kính chào quý vị khán giả, Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Những năm gần đây, tỉnh Bình Thuận nổi lên nạn giang hồ ngang nhiên chiếm đất, gây bất ổn, điển hình là băng thảo lụi vừa bị Bộ Công an phối hợp Công an tỉnh Bình Thuận triệt xóa. Trước đó, công ty Đại Thanh Quang, trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh gần 2 năm gửi đơn kêu cứu, tố cáo khẩn cấp khắp nơi về việc dự án khu du lịch nghỉ dưỡng phức hợp King Sea tại xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết do doanh nghiệp này làm chủ đầu tư bị nhóm người của ông Nguyễn Văn Thảo, hay thường gọi là Thảo Lụi, ngang nhiên vào chiếm đất. Riêng Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Thiết đã nhiều lần có văn bản chỉ đạo, thậm chí đã yêu cầu công an thành phố xác lập chuyên án điều tra liên quan đến lấn chiếm đất đai gây rối an ninh trật tự xảy ra tại xã Tiến Thành, song chỉ đến khi Cục Cảnh sát Hình sự C02 Bộ Công an vào cuộc điều tra, băng thảo lụi mới bị triệt xóa. Cụ thể, năm 2005, công ty Đại Thanh Quang được Ủy ban Nhân dân tỉnh giao thuê đất theo quyết định số 672 QĐ-UBBT ngày 24 tháng 3 năm 2005 và quyết định số 1324 QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2005 với tổng diện tích là 456.000 m². Tháng 9 năm 2007, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh đã ký hợp đồng với công ty Đại Thanh Quang, đơn vị có nghĩa vụ trả tiền thuê hàng năm và đã cấp 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho công ty này. Ngày 25 tháng 7 năm 2022, Ủy ban Nhân dân tỉnh có quyết định chấp nhận điều chỉnh chủ trương đầu tư cho dự án King Sea của công ty Đại Thanh Quang. Tuy nhiên, trước đó, tháng 9 năm 2021, lợi dụng tình hình dịch bệnh COVID-19, địa phương thực hiện giãn cách xã hội, ông Thảo Lụi cùng một nhóm khoảng chục người mang xe cơ giới, máy ủi, máy khoan giếng, máy trộn bê tông và các vật tư đến khu đất để xây dựng lán trại, tường rào trên diện tích khoảng 2 hectare mà công ty Đại Thanh Quang được chính quyền giao thuê, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ủy ban Nhân dân xã Tiến Thành từng nhiều lần mời các bên hòa giải. Tại các buổi này, ông Thảo không có chứng cứ pháp lý nào chứng minh việc mua bán hay sở hữu đối với khu đất đang bao chiếm. Lần lượt giai đoạn tháng 9 và tháng 10 năm 2022, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận có văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra thực địa, xử lý nghiêm theo quy định đối với hành vi vi phạm pháp luật tại khu vực dự án King Sea Phan Thiết, không để kéo dài, phát sinh tình trạng mất an ninh trật tự, đồng thời đề nghị công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Thanh Quang chủ động có biện pháp quản lý diện tích đất đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh cho thuê, thực hiện dự án theo đúng tiến độ. Riêng Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Thiết đã nhiều lần có văn bản, chỉ đạo, thậm chí đã yêu cầu công an thành phố xác lập chuyên án điều tra liên quan đến lấn chiếm đất đai, gây rối an ninh trật tự xảy ra tại xã Tiến Thành. Tuy nhiên, việc lấn chiếm đất của nhóm ông Thảo vẫn không dừng lại. Ngoài xây dựng hàng trăm mét hàng rào, giăng kẽm gai để giữ đất, nhóm này còn dựng cả barrier, cử người canh gác nhằm kiểm soát người ra vào khu vực đất lấn chiếm. Hành vi thách thức pháp luật diễn ra ngay giữa ban ngày, kéo dài cả năm trời nhưng không hề có sự ngăn chặn xử lý nào. Ông LVC, tên nhân vật viết tắt, một hộ dân ở xã Tiến Thành bức xúc cho biết, ông sửa căn nhà tạm cũng phải xin phép chính quyền, nếu lỡ quên thì bị nhắc nhở, thậm chí xử phạt ngay. Còn ông Thảo ngang nhiên bao chiếm hàng nghìn mét đất, xây rào kiên cố, chính quyền thấy rõ nhưng không thấy xử lý gì. Nhằm giải quyết triệt để, Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Thiết đã có nhiều văn bản chỉ đạo, Ủy ban Nhân dân xã Tiến Thành khẩn trương làm rõ xử lý. Ủy ban Nhân dân xã Tiến Thành sau đó cũng đã phối hợp với các đơn vị của Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Thiết tiến hành kiểm tra, xác định diện tích đất ông Thảo lấn chiếm là hơn 22.716 m², nằm trong vị trí đất mà Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thu hồi, giao cho công ty Đại Thanh Quang. Ngày 6 tháng 2 năm 2023, Ủy ban Nhân dân xã Tiến Thành đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Thảo về hành vi chiếm đất. Tại văn bản của Phòng Tài nguyên Môi trường gửi Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Thiết ngày 7 tháng 3 vừa qua, xác định ngày 12 tháng 4 năm 2022, đoàn kiểm tra của Ủy ban Nhân dân xã Tiến Thành đã kiểm tra hiện trạng thực tế tại vị trí đất ông Nguyễn Văn Thảo đang xây dựng vòng thành và một số công trình trên đất lấn chiếm của công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Thanh Quang. Đoàn chỉ yêu cầu ông Thảo ngưng việc tác động xây dựng công trình trên đất mà không tiến hành kiểm tra đo đạc hiện trạng từ đất lấn chiếm để lập biên bản xử lý vi phạm hành chính là không đúng quy định về pháp luật về đất đai. Văn bản nêu rõ, kể từ lúc phát hiện ông Thảo lấn chiếm đất đai ngày 12 tháng 4 năm 2022 cho đến khi Ủy ban Nhân dân xã Tiến Thành lập biên bản vi phạm hành chính ngày 6 tháng 2 năm 2023 là 9 tháng 24 ngày.
Việc kéo dài thời gian trên, nếu Ủy ban Nhân dân xã Tiến Thành xác lập ông Thảo phải nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm hành chính là 9 tháng 24 ngày, thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm về thời gian tính toán trên? Đồng thời cũng xác định, việc lập biên bản vi phạm hành chính của Ủy ban Nhân dân xã Tiến Thành nhưng không có tờ trình đề nghị xử lý hành vi vi phạm là thiếu trách nhiệm. Do đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Thiết đã nghiêm khắc phê bình Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tiến Thành trong việc chậm trễ thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố. Ngang ngược hơn, trong quá trình bao chiếm dự án, ông Nguyễn Văn Thảo còn khởi kiện Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận ra tòa, đề nghị hủy hai quyết định cơ quan này ban hành năm 2005 về việc giao thuê đất cho công ty Đại Thanh Quang. Liên quan đến nội dung trên, phía Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh, đơn vị tư vấn cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận đã cung cấp đầy đủ hồ sơ liên quan và khẳng định yêu cầu của ông Thảo đề nghị hủy hai quyết định nói trên là không có cơ sở. Qua vụ việc cho thấy, sự buông lỏng quản lý của chính quyền xã Tiến Thành, đồng thời là trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Thiết, dù đã có những chỉ đạo nhưng thiếu quyết liệt, dẫn tới các công trình bao chiếm của ông Thảo Lụi vẫn tồn tại, thách thức pháp luật. Bình Thuận là địa phương có sức cạnh tranh trong thu hút đầu tư, thực tế đã mời gọi nhiều dự án quy mô. Tuy nhiên, những vụ lùm xùm về quản lý đất đai, nhất là đất đã được tỉnh giao cho doanh nghiệp, triển khai dự án xảy ra tranh chấp, khiếu kiện, có dấu hiệu mất an ninh trật tự tại xã Tiến Thành, thời gian qua cần sớm được giải quyết, từ đó tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, thu hút các nhà đầu tư. Những ngày qua, Công an tỉnh Bình Thuận đã mời hàng loạt người từng có đơn tố cáo Nguyễn Văn Thảo, tức Thảo Lụi, 27 Thảo, 57 tuổi, lên làm việc để phục vụ quá trình điều tra. Diễn biến này diễn ra sau khi Bộ Công an phối hợp cùng Công an tỉnh Bình Thuận khám xét biệt thự của gia đình Thảo Lụi ven sông Bến Lội, phường Xuân An, thành phố Phan Thiết vào chiều mùng 3 tháng 6. Ba ngày sau, Công an đã bắt giữ được Thảo Lụi khi người này đang lẫn trốn tại một khách sạn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Việc Bộ Công an cùng Công an tỉnh Bình Thuận điều tra khám xét nhà của Thảo Lụi đã làm cho người dân địa phương bất ngờ xen lẫn vui mừng. Bởi lẽ, băng nhóm của Thảo Lụi đã lộng hành, gây khiếp sợ, kéo dài nhiều năm, đến nay mới bị xử lý. Theo điều tra, băng nhóm của Thảo Lụi nhiều năm qua là trùm tín dụng đen tại khu vực thành phố Phan Thiết và vùng xung quanh. Thảo Lụi còn được biết đến là người sở hữu nhà hàng karaoke nổi tiếng về ăn chơi ở Phan Thiết, có các hoạt động bảo kê các tụ điểm kinh doanh khác. Nguồn tin tiết lộ, băng nhóm của Thảo Lụi bị điều tra bởi hoạt động lộng hành, chiếm nhà, đất của người dân và dự án của doanh nghiệp gây bất ổn tình hình an ninh trật tự và ảnh hưởng đến môi trường đầu tư của địa phương. Vụ điển hình, từ năm 2018, Thảo Lụi đã dẫn theo hàng chục người ngang nhiên chặt phá cây cối, đập phá tài sản và chiếm nhà của bà Nguyễn Thị Thùy Trang, 52 tuổi, trên phần đất rộng hàng nghìn mét vuông tại phường Phú Hải, thành phố Phan Thiết. Việc này xuất phát từ 2 năm trước đó. Một người thân của Thảo Lụi đã hỏi mua 6 sào đất của bà Trang và chỉ đặt cọc một phần tiền rồi lặng mất tâm. Khi giá đất sốt, nhóm của Thảo Lụi kéo đông người đến, ngang nhiên chiếm nhà đất của bà Trang. Ngoài ra, giữa năm 2019, nhóm của Thảo Lụi với hàng chục người đã kéo đến đập phá tường rào, đánh người và xâm chiếm phần đất của ông Mã Tấn Phương, 47 tuổi ngụ thành phố Hồ Chí Minh, ở ngay kế phần đất của bà Trang. Vụ điển hình, băng nhóm Thảo Lụi đã lợi dụng giai đoạn giãn cách xã hội do dịch Covid-19 để ngang nhiên chiếm, xây dựng công trình kiên cố trên phần đất 2,2 ha thuộc dự án khu du lịch nghỉ dưỡng phức hợp King Sea tại xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết mà Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận trước đó nhiều năm đã có quyết định giao đất cho công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Thanh Quang, trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư. Cách đối phó của Thảo Lụi chính là rêu rao đã mua phần đất này bằng giấy tay từ năm 2004 từ một người mà nay đã mất. Sau khi tiến hành khám xét biệt thự ở phường Xuân An, thành phố Phan Thiết, Bình Thuận, nơi trùm giang hồ Bình Thuận có biệt danh là Thảo Lụi cư trú, sáng mùng 6 tháng 6, Cục Cảnh sát Hình sự C02 Bộ Công an cho biết đã phối hợp với Công an tỉnh Bình Thuận bắt được Nguyễn Văn Thảo, 60 tuổi, tại thành phố Hồ Chí Minh sau 2 ngày truy tìm. Trước đó, vào chiều mùng 3 tháng 6, các trinh sát của C02 và Công an tỉnh Bình Thuận đã ập vào căn biệt thự của Thảo Lụi ven sông Bến Lội, thành phố Phan Thiết, nhưng ông trùm giang hồ này đã nhanh chân tẩu thoát. Ngay sau đó, C02 đã tăng cường lực lượng phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Thuận và các địa phương lần theo dấu vết của Thảo Lụi.
Việc khám xét kéo dài từ 15 giờ cho đến 20 giờ ngày 3 tháng 6. Cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ phục vụ điều tra tại ngôi biệt thự này và đồng thời bắt giam một người được cho là con trai của Nguyễn Văn Thảo. Thảo Lụy bị nghi ngờ liên quan đến một đường dây mua bán tàng trữ ma túy do Công an Bình Thuận vừa triệt phá vào hôm 1 tháng 6, trong đó bắt giữ một đàn em của Thảo Lụy. Nguyễn Văn Thảo còn bị nghi ngờ liên quan đến nhiều vụ cưỡng đoạt tài sản, bào chiếm đất đai trái phép của doanh nghiệp và đứng đầu băng nhóm bảo kê trong các hoạt động mua bán bất động sản ở Bình Thuận. Khám xét biệt thự của Thảo Lụy và bắt ông trùm này nằm trong chuyên án do C02 thiết lập, phối hợp với Công an Bình Thuận điều tra xử lý. Lúc 16 giờ 45 phút ngày 5 tháng 6, các trinh sát của C02 và PC02 Bình Thuận dưới sự chỉ đạo trực tiếp của một phó giám đốc công an tỉnh Bình Thuận đã bắt được Nguyễn Văn Thảo tại một khách sạn ở thành phố Hồ Chí Minh. Ngay trong đêm, công an đã di lý Thảo Lụy về Bình Thuận để phục vụ điều tra. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại.